mỗi một con người chúng ta tốt hay xấu là do bản thân mình nhận thức. Mình nghe được Phật pháp rồi mình tự nhận thức đi. Con đường này là mình tự đi, chúng ta cả một đời tu học còn hơn là cả một đời tạo nghiệp. Cả một đời niệm Phật tu phước duyên còn hơn là cả một đời đi tạo nghiệp chứ. Mấy mươi năm cuộc đời ngắn ngủi, cuối cùng chúng ta đi xuống tam đồ ác đạo đi chơi. Tam đồ ác đạo thì xuống dưới chắc không dùng cái câu chơi được rồi đấy. Thế tu thì sao chơi nổi, đúng không? Nên những đức nói với người tu chúng ta, chúng ta có cơ duyên được đi đến một ngôi chùa nghe pháp hướng mình giải thoát. Bệnh đau hay là tai nạn gì, chúng ta cũng có con đường tu và giải thoát, còn hơn có nhiều nơi quý vị ở. Chính quý vị tu đó, chính quý vị niệm Phật đó, không có niệm Phật, chính quý vị ở trong chùa đó tu đó, nhưng mà quý vị đâu có bao giờ nghe cái chữ giải thoát đâu. Có những cái nơi chùa chiền người ta tu tu, nhưng khi người ta bệnh đau hay tai nạn gì cũng y gan người ngoài đời luôn, không khác một chút gì chứ, không có khác cái người ngoài đời đâu, giống hệt là quý vị. Nhà Đức thấy rõ ràng đó. Nên chúng ta ở một ngôi chùa tu nó có cái khác là khi mình bệnh đau hay là mình gặp tai nạn gì, mình lại phát triển được cái tâm giải thoát mình ra, thì đó là mình mới là người tu. Còn nếu như mà mình cũng là tu mà mình gặp bệnh đau hay sự tai nạn gì, mình đi gan người đời à, bệnh đau một chút xíu chạy vô bệnh viện, tai nạn gì một chút chạy vô bệnh viện, bị cái gì chút xíu chạy đi tìm bác sĩ, thì chúng ta có khác gì người thế gian đâu. Chúng ta là người tu, nó khác cái người thế gian. Chỉ ngay có một cái là người thế gian khi gặp nghịch cảnh nghịch duyên thì họ đau khổ đến mức cùng cực. Ta là người tu, gặp nghịch cảnh nghịch duyên ta khác người thế gian, là ta phải vui trả đó. Vui mà trả, thấy chưa? Vui mà trả. Giống như cầm tiền trả người ta, ai với đạo Phật, cảm ơn nghe tôi trả tiền nè. Còn thí dụ như bây giờ người thế gian khi mượn nợ thì tìm mọi cách để mượn, nhưng mà khi trả nợ thì dùng dằn để trả, có không? Nó nhận thức đi, mình là người tu khác cái người không tu là như vậy. Vì tự mà nhận thức nên hiểu được rồi thì vì sống đặc biệt dữ lắm. Phật pháp cái quan trọng là dạy bị hiểu những điều này mà nghe đời đạo gì mà không cần nghe. Nếu như vị nghe đã hiểu rồi thì cuộc đời vị sống rất là đặc biệt, sống rất là ung dung tự tại. Cuộc đời con người chúng ta, bữa nay chúng ta chơi nhóm bạn này là đủ duyên, ngày mai chúng ta chuyển mình đi đến nơi khác mình chơi nhóm bạn khác. Bạn là bạn, giống như đoạn đường đi là phải đi, đoạn đường này đi một khúc tới đoạn đường kia đi, chấp nối đoạn đường kia. Bạn nói rằng tại sao tôi chấp nối đoạn đường kia, tôi thích đi đoạn đường kia. Không có, đoạn đường kia đã đi qua rồi, đoạn đường chấp nối này bạn phải đi thôi. Như ngày xưa nhà Đức trên chùa trên kia 5 năm đi xuống đây, nhà Đức phải thích nghi ở đây thôi. Đi đến đâu nhà Đức phải thích nghi ở đó, đến chỗ nào phải thích nghi chỗ đó. Người tu đạo phải có cái tâm này đó. Nếu như chúng trong chùa này nghe nhà Đức chia sẻ Phật pháp mà họ mà tiếp nhận được thì lối sống quý vị quá đặc biệt rồi, quá tuyệt vời luôn. Dù những đức chưa đọc giới luật gì hết, nhưng mà những điều những đức hướng dẫn quý vị là những điều quý vị áp dụng trong cuộc sống đó, chứ không phải bị chấp nặng vào để đi đâu cũng bị trở ngại. Nhiều người người ta đọc nhiều, nghe nhiều, biết nhiều mà người ta lại bị trở ngại đó. Một người tu đến mức cặp mắt không còn thấy được, mà khi nhận ở cùng ở với người cư sĩ người ta lo mà bị trở ngại, bị trở ngại là muốn ở chung với người tu. Vậy thì cư sĩ tu và người xuất gia tu đều là tu, là con người tu. Đã là con người tu thì chúng ta hòa nhập cùng với con người tu. Cái quan trọng là chúng ta tu. Quan trọng là chỗ này nè. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, chùa chúng ta từ người xuất gia tới hàng cư sĩ các cụ ăn cơm cùng chung một nhà ăn, không có cắt lìa ra ăn riêng nha, ăn chung. Đồ ăn nấu đa phần đem ra ăn chung. Nhận Đức nói với bên kia từ hôm nay tuyệt đối Nhận Đức không bao giờ thích nấu ăn riêng ở Nhận Đức. Cả qua mấy điểm chùa này luôn, ăn cơm là phải múc đồ ăn y rang chúng, không cần nấu riêng. Nhận Đức hỏi quý vị, một nồi canh cải, nước cải sẽ ngon hơn là một chén canh cải? Tại vì một nồi canh cải nhiều cải, mình nấu nước cải sẽ ra ngọt hơn là một nắm cải nấu một chén cải. Vị ngồi suy nghĩ đi, không lẽ không biết tính nữa thôi.
Một nồi canh cải người ta muốn bỏ độc vô thì cả đám chết. Còn một chén canh cải mà bỏ độc vô, một mình chết. Thà một đám chết vui hơn một mình chết. Được chưa? Nên quý vị nhớ rằng á, cá nhân thì dễ chết mà đoàn thể thì khó. Tại đoàn thể là quay lực phước báo, còn cá nhân là tách ra. Nên người xưa nói câu á, hổ ly sơn thì hổ bại, mà tăng xa chúng thì tăng tàn. Nên từ nơi đó mà con cọp mà nó ra khỏi khu rừng nó có chừng nó chết. Còn tăng đoàn mà mình tách ra, bản thân mình cá nhân tu khó. Nên đại chúng là cái cực kỳ quan trọng. Phải biết tập thể, phải biết hòa nhập tập thể. Đó là người tu hành. Bạn học làm sao mà bạn đi đến đâu bạn cũng ở được chứ nghe. Sống với loại người nào bạn cũng ở được chứ. Người trở ngại quá thì bạn đem cái chữ nhẫn cao lên chút. Người mà tiện lợi cho bạn quá thì nhẫn nhẹ một chút. Nếu mà cái lúc mà gặp quá trở ngại thì bạn tăng sự nhẫn lên chút. Đòi hỏi là bạn có nhẫn được hay không? Mà cái nhẫn được của bạn là ngay cái gì? Là mục tiêu giải thoát của bạn. Mục tiêu giải thoát của bạn, bạn mới kiên nhẫn. Giống như bạn học một cái nghề, bạn nghĩ thì tương lai cái nghề này bạn sẽ làm được cái gì? À, cái nghề này ra nghề sẽ làm được như vậy như vậy. À, ta phải nhẫn để học được cái nghề này. Vì bây giờ bạn niệm Phật, bạn tương lai Phật hay là rước bao nhiêu cực lạc, bạn muốn gì cực lạc thì ta phải nhẫn để niệm Phật. Chứ sao? Đúng không? Những đức chia sẻ vào pháp, cái lý luận của những đức nó rất là gần gũi, chứ không phải là lấy luận từ trong kinh quá cao độ, mà lý luận nó rất đơn giản của nhân sinh. Vì nghe vì dễ hiểu lắm đó. Nếu như quý vị mà chịu áp dụng, quý vị sẽ áp dụng trong con người ta tiện lợi. Bây giờ chúng ta xuất gia hay cư sĩ gì, chúng ta đi tu mười mấy hai chục năm rồi, cái người người ta mới vô chùa, người ta ở cộng tu có mấy ngày, mới biết Phật pháp mấy tháng, mình ở chung phòng với người ta, mình thấy người ta nói chuyện nghiêu ngao. Chúng ta nói mình tu mười mấy năm nay, mười mấy năm nay không phải là để nhìn cái người tu mấy tháng kia nói nghiêu ngao, mà là thông cảm cho họ mới là tu mười mấy năm. Còn nếu như bây giờ nói ta tu mười mấy năm nay công phu mà vô cùng là đắc lực, như vậy mà để cho ta ngồi với cái tên mới tu có mấy tháng này, làm sao xứng đáng với công hạnh của ta. Thua. Cái công hạnh của mày là cái công dòng, không có hạnh gì hết chứ. Cái hạnh mười mấy năm là cái hạnh hòa nhập đó, mới là cái hạnh. Còn bây giờ tưởng là mình tu mười mấy năm là ngon, là mười mấy năm ra con người gì. Còn thu con người mới đi tu, người mới đi tu ai sống chung cũng được. Người ta nghiêu ngao nó cũng nghiêu ngao, người ta cười nó cũng cười, người ta ăn thì nó ăn, người ta ngủ nó ngủ, người ta chơi nó chơi. Còn mình tu mười mấy năm cuối cùng nói ta là cái công hạnh như vậy, làm sao mà làm giống mấy đứa này. Cái này nói công dòng là đúng. Mình là bị cái bệnh kiêu ngạo, cái bệnh mà cho mình tu lâu, cho mình hơn mọi người. Hơn cái gì? Hơn thời gian hả? Hơn thời gian không cần nói tới. Chúng ta là cái quan trọng, thời gian tu lâu chúng ta phải hòa nhập được với mọi người nó mới quan trọng. Chứ không phải là nói tu lâu là hay đâu quý vị à. Tu lâu mà đụng đâu cũng đi bắt bẻ, đụng đâu cũng là kinh kinh ta chứ, đụng đâu cũng sống được chứ. Phải đòi hỏi là người phải là tầm cỡ với ta. Ở đâu tìm người tầm cỡ? Đúng không? Ở đâu mà tìm người tầm cỡ đây? Chúng ta gặp hạng người nào là duyên người nấy chứ sao mà đi tìm người tầm cỡ. Phải tìm người có địa vị giống ta mới chơi chung, không có đâu bạn. Nếu như vậy thì sao mà tôi nuôi người già? Người già bao nhiêu năm ngoài đời tích lũy cái nghiệp, đi vô chùa bao nhiêu tính nghiệp này, nếu như mà không hòa nhập được sao mà nuôi các cụ đây. Người mù ở lợi chùa nó ăn chuối, mình đi ngang nó cầm vô chuối nó liện lên đầu mình, cái bóp nó quay thằng nào liện tao bay. Đang ngồi trên cái ghế gì nó đi ngang vậy mà nó ăn chuối, tôi liền ngang vớt vô cái mặt, dính cái gì cái vỏ chuối vô cái mặt mình, bơ chùm cái mặt lại. Thằng nào liền vỏ chuối vô mặt tao bay, nó nói tao liền nè. Ờ mày liền á, Nam Mô với Đạo Phật. Cái giờ sao giờ đó quý vị, ai mà đi trách cái người mù. Nó à bạn ha, mày là đại ca rồi, ai dám đụng tới mày. Thấy chưa?
nó nên nó từ nơi đó mà mình tu thì sao á, mình càng tu lâu thì mình giống như con người hòa nhập trong cái điên, cái khùng, cái dại đó, mà bản thân chúng ta biết mình là ai á, nó mới là hay. Cái này mới là cái quan trọng này của người công phu tu đó. Còn nếu như trong cái ba trận đi đi cùng khùng đó mà mình không nhập vô thì bản thân mình cho rằng mình tách ra với nhân sinh, tách ra với con người. Vậy thì trong kinh Phật nói rằng Phật Bồ Tát tu phước tu duyên từ chúng sanh mê hoặc, bạn có dính một chút nào đâu. Người ta mê hoặc điên đảo, bạn giúp được người ta, bạn có thể ở trong hoàn cảnh đó mà bạn duy trì được, thì đó mới là gọi là tu trong chúng sanh mê hoặc mà tu tạo phước duyên. Đúng không? Chương trình người mù như Đức tổ chức có chục ngàn người về nó chửi sùm. Khi nó chửi tá lạ âm bình, chửi sao? Bà mẹ nó, thầy Đức này kêu về đây, cuối cùng được có 250. Có nhiều người thì được 700-800 ngàn, 800-900 triệu. Phước ảnh có 250, mình cho 200 rồi, người ta cho ảnh được có 50. Nó chữ bà mẹ thầy Đức. Kêu về đây, xa về đây, nội trả tiền xe hết 500, vậy mà được có 250 đem về. Nên từ nơi đó chúng ta sống trong hội chúng đông này phải tập gì đó. Chứ nếu như mà mình thấy mình cao xa quá, mình không có chịu gần họ đâu. Quý vị đừng bao giờ cho mình cao xa quá. Nó, thí dụ như bây giờ mình đi ngang một số người, họ có biết oai nghi gì đó. Mình đi ngang họ mình oai nghi. Nó ghét mình, nó đá cái chân, cái gãy cái gân chết mồ luôn. Ôi, ngộ đá cái chân mà gãy cái gân chàng. Đá cái chân té, dập mặt gãy gân chứ sao. Đúng không? Nó đi lóc xóc thì mình đi lóc xóc đại với nó đi. Thì nó tông phái mình, đi với mình nó chơi chung. Thì nó chơi chung với mình, từ từ nó mới thấy ra mình đặc biệt, thì nó mới đi theo mình. Cái này là cái cực kỳ quan trọng luôn đó quý vị. Còn mình khác nó quá, nó thấy nó làm có được giống mình đâu. Vì cái hành động của ông này này là nó không có đơn giản. Thiện căn nó dày lắm, nó mới tu nó ra được vậy nè. Tu mà nó oai nghi, nó đi thì ghê mà. Ai mà đi theo nó được. Thấy chưa? Đâu có dám làm theo. Nó mình cứ làm sao mà cái thiện căn của mình kém cỏi như họ, để mình dẫn dắt họ. Đó mới là cái tâm từ bi. Còn mình là từ bí. Còn mình nên bí luôn. Thấy không? Nó nên nói gì để cho cả chúng trong chùa, đừng có cho mình là người thường trụ ở trong chùa là mình ngon. Người ta cộng tu vô chùa đồ, người ta không biết nhiều như mình. Cái gì cái là bụp người ta, không phải. Mà có khi bản thân mình hãy xem lại mình. Còn người cộng tu vô chùa cũng đừng nên nhìn lỗi người trong chùa, vì họ xin thường trụ mới có mấy tháng thì cũng là tiếng thường trụ. Còn quý vị mới vô cộng tu mà tu vô hoài mà cũng vẫn là cộng tu. Cộng tu hay thường trụ nó chưa có nói lên gì của một cái người tu hành đâu. Tu hành là tu hành, còn cái chỗ nhận thức là tu hành. Chứ nó không phải nói là thường trụ hay cộng tu, mà thường trụ thì hoàn toàn đúng mà cộng tu thì còn sai. Không phải. Mà không phải là cộng tu thì đúng mà thường trụ thì hoàn toàn sai. Không phải. Mà nó là con người sai thì ai cũng có sai và ai cũng có đúng. Thấy không? Chúng ta là bị cái bệnh, nói câu chúng ta là cả những đức luôn. Chúng ta là bị cái bệnh gì? Cái bệnh là nhìn qua nhìn lỡ nhau mà nhìn cái lỗi không à. Thì chúng ta là phàm phu, chúng ta phải làm điều này thôi. Thấy không? Chuyện này mình phủi bỏ cũng không được, phải làm vậy đó. Đi nhìn lỗi chơi vậy được không? Từ chân tới cẳng của ta ngon hết chứ. Chỉ còn có móng chân bị thúi, nó chân sắt. Chưa đẹp đâu bố, chân bị thúi. Đó. Nà, quần áo của ta bạn đẹp thiệt là đẹp vậy. Mà ngay cái mông ta lủng một lỗ bị chuột cắn. Vậy mà nó kiếm cho bằng được cái lỗ chuột cắn đó, nó bộ đồ bị chuột cắn ngay cái đít. Tìm cho bằng được, thích vậy mà. Thấy không? Thì mình nói cảm ơn. Nhờ nói cái lỗ cắn đó, nhỏ xíu đó, để tôi về tôi nhiếp lại. Đúng không? Phàm phu chúng ta là phải đi tìm cho bằng được quý vị ơi.
phải đi tìm cái xấu cho bằng được. Mà tìm thì nhất định phải có thôi, thấy không? Tìm là phải có hả quý vị? Tại vì chúng ta là phàm phu, chúng ta còn sai, mà đã đi tìm là có thôi, nên chúng ta khỏi cần đi tìm. Chừng nào nó có, nó thấy là mình sẽ thấy à, nó thoải mái hơn là đi tìm chi cho nó cực. Nên quý vị à, sống chung trong đại chúng này, bớt một chuyện, đỡ một chuyện. Mà bớt chuyện gì? Vì nghe gì không hiểu, tưởng đâu là khỏi làm việc á. Không phải. Là khỏi làm việc đâu phải. Bớt một chuyện là bớt một chuyện bỏ vào tâm mình á, thì đỡ một chuyện. Còn cái chuyện làm việc phục vụ tam bảo thì có duyên thì làm, cực lực mà làm, nhiệt tình mà làm để tu duyên tu phước. Còn bớt một chuyện đây là bớt những cái chuyện mà của người ta. Tại vì chuyện mình còn lo chưa xong, mình dính chuyện của người ta, mình bớt chuyện của người ta thì đỡ. Còn nếu mình thích gánh lên thì mình cứ gánh đi, đâu có sao đâu. Gánh thì nó nặng, chừng nào cảm thấy mệt quá thì buông. Tỷ vậy thôi à. Nên tu hành không có khó đâu quý vị. Khó là do chúng ta không tu. No. Tu hành không có khó, khó là do chúng ta không tu. Nếu chịu tu là sẽ dễ. Giống như cái nghề nào cũng có khó chứ. Chỉ có khó là chúng ta không kiên nhẫn học nghề. Nhưng nếu thật sự kiên nhẫn học nghề là vì thành nghề à? Chắc chắn vậy luôn. Kiên nhẫn là sẽ thành nghề. Đây. Cái nghề chia sẻ Phật Pháp này của những đức á, học từ đâu? Học từ bản thân mình. Bản thân mình gây dựng kiên nhẫn. Bây giờ lão luyện, bây giờ mà ngồi địch mà cũng giảng pháp. Kỳ cục ghê. Giảng pháp đến nỗi mà ngồi địch tuổn giảng luôn. Kinh khủng không? Này là giảng đến mức mà vô định luôn đó quý vị. Văn tự này người ta chịu không nổi luôn đó quý vị ơi. Thì ta chịu không nổi nó mới cao siêu. Tuy nó đơn giản nhưng mà nó không đơn giản đâu nghe. Người ta thì thường là trao chuốt những lời hoa mỹ, còn mình lại nói những văn tự mà nhân sinh đang bị dính. Hoa mỹ thì ít ai có. Nói ra cái mà thích ai, ít ai biết thì ai mà tiếp được. Còn nói cái mà ai cũng biết thì pháp này mới gọi là đại pháp của Như Lai. Đúng không? Có một lần Như Đức ngồi ăn cơm, ngồi ăn cơm nghe, tự nhiên đang ngồi ăn cơm dài cơm nhai nuốt cái tuẩn gì đại pháp kỳ cục ghê vậy ta. Dài ăn cơm nhai nuốt vô tuẩn nói a gì đại pháp chưa. Nói ông về niệm Phật gì không có quan nghi gì chứ, cái chàng kệ tôi, niệm Phật là được rồi, đúng không? Niệm Phật là chỉ cầu Phật tiếp dẫn thôi. Cái nguyện thứ 18 nó niệm danh hiệu ta, ta tiếp dẫn, chứ Phật có nói rằng mày địch tao không tiếp dẫn không? Chứ Phật nói vậy đi con, cố gắng nén lại. Thì Phật có nói vậy thì con địch chuyện của con niệm Phật là chuyện của con chứ, đúng không? Bây giờ tới giờ mắc địch mà không kêu không địch. Có cái bà kia bà nói câu nè: thầy ơi, bây giờ thầy giảng công nhận hay ghê. Lúc trước cái thầy con nén thấy ghê, cuối cùng nó địch dài thọn. Bà nén thì bà tích lại vậy lâu, bà chơi cái bà chơi đi súng AK bắn cái ơi chịu sao nổi. Còn mình thì vừa mắc cái bẹt xong, đang ngồi cơm uống miếng nước bẹt nó gì đâu đó. Nó thấy chưa? Ấn tổ rồi đó, niệm Phật cho mỗi lúc mỗi nơi thì bẹp cái gì đào Phật. Quý vị biết những đức đi vô trong nhà cầu á, đi cầu á, quý vị biết càng ngày càng mập thì cái mông cũng có thịt, ngồi thì nó nặng, nó đau hai bên cái đùi, mình ngồi lao nè, mình nói ủa sao mày không niệm Phật đi, tự nhiên nó kêu mày sao mày không niệm Phật đi. Nó niệm Phật ha, nhép môi thôi. Cái tủng di đà Phật chưa. Nó kinh không kệ, ai nghe hiểu rồi thôi, muốn nói gì đó nói đi, thấy không? Cái đó mới là đặc biệt của người niệm Phật. Còn nhiều bữa mà tiêu hóa tốt,
vô một cái là tạch mình. Lúc đó mình chơi điệu điệu chung liền kia, nó có không điệu hết chứ. Đó đó chơi điệu điệu chung tại nó nhanh quý vị. Bẹp 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 thì mình này. À thế tao cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó. Lía lía cho rẹt. Nó ra nhanh thì niệm nhanh mà ra chậm thì niệm chậm. Gọi là mỗi lúc mỗi nơi đều niệm Phật. Tỷ vị thôi. Nghe không? À. Áp dụng thử đi. Còn nếu như mà nhà vệ sinh ta đóng cửa hết trơn, mình đứng ngoài mình niệm Phật nhép môi từ từ. Mình nhép môi mình sẽ không bao giờ hấp tấp gõ cửa. Mà mình không chịu niệm Phật là mình sẽ gõ cửa dồn dập có chuyện xảy ra. Cách nay 3 ngày có hai bà già quýnh lộn ngay nhà vệ sinh. Những đứa nó quýnh lộn sao không ra săn chống quýnh vụ vệ sinh quýnh. Nó chặt quá chặt. Nói thật sự không muốn đâu thầy. Nhà vệ sinh đóng cửa mắc quá, lỡ gõ cửa dồn dập, lúc đó không còn nhớ Phật nữa, gõ dồn dập. Cái bà ngồi ở trong bà nói đúng ra mày không gõ là tao đã ra rồi. Tao gặn chuẩn bị ra, mày gõ cái nó chạy vô lại. 3-4 lần như vậy. Mày làm điều này mày đã làm mất thời gian của tao. Trong lòng sân si lên, ở trong cũng không niệm Phật, ở ngoài cũng không niệm Phật. Hai bên nổi cáo, mở cửa ra tán vô mặt bà kia. Bà kia nói tại sao mày đánh tao? Nói tại mày, đúng ra đã giờ tao ra lâu rồi, tao đẩy ra sắp sửa tới, mày gõ cái nó chạy vô. Cái bà ở ngoài bà nói mày làm như thỏ không bằng như. Hai bà cự qua cự lợi quýnh lộn, bạch. Mấy chú kêu những đức lợi xử lý, những đức nói ơ hai người ra đây quýnh lộn tại sao không ra săn cỏ cho nó rộng rãi, ở đây chặt lắm. Xanh mặt xanh mày, tự mọi người đi tắm. Mày thấy không? Nó không niệm Phật là có chuyện xảy ra. Nghe chưa? Cả chùa. Xưa giờ giảng tịnh độ chắc chưa ai giảng kiểu này đúng không? Chưa thấy đúng không? Thấy rồi. Đây. Thấy không? Đây gọi là tịnh độ gì biết không? Tịnh độ nhân sinh. Mấy vị biết cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn nhân sinh. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni á, mà Ngài thị hiện đến cái cõi này, nếu như vì bậc thượng với bậc trung thì Ngài đã nhập Niết Bàn. Lúc mà Ngài thành đạo, Ngài nhập Niết Bàn. Nhưng mà cõi trời xuống khuyến thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni á, là phương tiện thôi. Thật sự là Phật Bồ Tát đến khuyến thỉnh đó. Khuyến thỉnh Ngài, rồi Ngài quán cơ. Lúc đó Ngài nhìn cái cõi ta bà này, đến khi thờ mạt pháp là không phải căn tính của bậc trung và bậc thượng, nên Ngài ở lại cái cõi ta bà này là quan trọng là độ chúng sanh thờ mạt pháp. Nhớ không? Đem cái tịnh độ này giới thiệu chúng sanh thờ mạt pháp. Vì là pháp môn tịnh độ này là pháp môn nhân sinh, mà bạn lại lấy cái pháp môn tịnh độ này bạn giảng theo bậc thượng và bậc trung thì bạn muốn giết cái người bậc hạ. Nên tôi giảng là tôi giảng cho bậc hạ. Chúng ta là bậc hạ mà hạ đến mức mà không còn cái quần. Hiểu chưa? Ngồi suy nghĩ đi, bậc hạ đến mức nào chưa? Chàng ơi, trong chánh điện niệm Phật mà còn tạo nghiệp nữa mà. Vô trong chánh điện mà bữa nào cũng có một đoạn pháp ngắn kêu tỉnh đi, tỉnh đi. Vậy mà ngồi tỉnh đi. Tới lễ Phật mà còn ngủ mấy lại mới đứng gì? Vì coi chúng ta hạ cỡ nào chưa? Chúng ta bèo cỡ nào chưa? Bèo còn hơn bánh bèo nữa. Mà đừng nói tới bậc trung, bậc thượng, không có cửa đó đâu. Nên nhiều người ta giảng tịnh độ quý vị có làm được đâu. Người ta giảng cho thượng trung hạ mà quý vị biết không biết chỗ nào là hạ. Chư tổ sư giảng dạy là gì? Cho thượng trung và hạ luôn. Nhưng mà bạn lại không tìm ra được cái hạ là chỗ nào. Nên cuối cùng bạn không có kết quả. Tới đời của những đức là gì? Đem hoàn toàn hạ cho quý vị luôn á, là để cho chúng ta dễ tiếp nhận, để dễ được thành tựu một đời. Đúng không?
Bây giờ thí dụ như bây giờ thờ Quán Tổ, nghe nói là đi vô trong cái chánh điện mà xì hơi là mang tội. Cái thờ của chúng ta không xì không được. Tôi nói thiệt, tôi đã thí nghiệm rồi. Tôi nghe lời ăn tổ tôi cũng sợ tội lắm. Tôi vô chánh điện nhiều bữa mắc địch. Tôi cố gắng nén, nén cuối cùng tôi xá xuống cái bẹp 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 ba bốn cái. Tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật, thà một cái còn ngon hơn bẹp bẹp lia lịa. Thế rồi không được rồi, thờ ăn tổ với thờ mình là bây giờ hơi khác nữa rồi. Mình là bèo nữa rồi. Thờ ăn tổ thì nén được, ăn tổ nghe nói dùng công lực nén lại, xong nó ra đường khác, mình nén lại, mình cố gắng, mà nó cứ nặng cái mông hoài. Cuối cùng mình xá xuống, mà cái kiểu môn lễ Phật mình là xá vậy. Hai cái tay nó duỗi xuống tới với cái bàn chân, duỗi thì mới đưa cái mông ra, cái bà kia chu cái mặt ngay cái mông mình. Mình bắn cho bịt ghi lỗ mũi bả cái. Thôi vậy ơi, thà chúng ta xì cái lúc mà chúng ta xá mà nằm một mình còn ngon hơn. Là mình đứng mà mình đưa cái mông ra gì, cái bà kia xá thì cái mặt mới đưa gì nè. Kêu gần gần kiểu này. Mình vừa mới đưa gì bà đưa ngay mình để cái bịch vô lỗ mũi bà. Xem chúng mới dân sạc. Thấy chưa? Ngồi suy nghĩ ra Nam Mô A Di Đà Phật, ăn tổ ơi, Ngài tha thứ cho con. Ngài dạy không phải con không muốn nghe, mà thật sự con làm không có được. Cố gắng nén nhưng mà cuối cùng nó không ra đường khác, mà nó ra đường này còn dữ hơn. Chắc là cái khu vực này là khu vực trung tâm hay sao? Nó không thể nào mà đi đường khác được, nó phải đi ngay đường chính tông. Nổ bùm bùm còn ác đạn hơn. Quý vị biết rằng có một lần, đây là nói nhân sinh với vị nghe nè. Nói những cái chuyện này nói nhỏ đừng có nói lớn nghe chưa. Quý vị biết á, ê, trên mạng đùm lum la trên. Mấy bà ngồi coi cấp nên nơ nghe, đừng có cười nghe chưa. Thì biết rằng có một lần ăn bữa đó là món mắm guốc chấm dưa leo chấm mắm guốc chấm nó lột. Mấy vị biết cái món mắm guốc này mà khi xì hơi là nó gắt lắm. Nó ủa sao thầy biết? Nó biết. Tại mình thử mùi trái địch hết rồi. Thử quý vị, bữa nay mình ăn mắm guốc hay là mình ăn khoai lang nướng đồ đó, thì đồ nó xì hơi cái mình giữ lại miếng mình đưa lên mũi thử. Mình phải trước nhất mình phải thí nghiệm thử cái của mình coi làm sao, để mình biết tránh giúp cho người ta quý vị. Hiểu không? Bây giờ ông ngồi với đâu 7-8 cô bàn công chuyện, nó xì hơi một cái tủng. Nó hôi, bà nào bà nấy nhìn qua nhìn lỡ nhau cười, ai cũng nghi nhau. Nhìn Đức nói, tôi đầu hàng. Mấy cô khỏi cần suy nghĩ, mấy cô nào chứ tôi là người đã làm điều đó. Quý vị biết rằng trái địch nó có cái ác lắm, là nó làm cho mọi người xung quanh nghi ngờ lẫn nhau. Nên chúng ta là người tu hành thì đừng làm những điều đó cho người ta nghi kỵ nhau, mà mình hãy tự đưa tay lên chấp nhận mình là người đã làm điều đó. Chưa? Niệm Phật phải thật lòng quý vị. Đó, con làng đau bụng quá, vừa lên tu, vừa niệm xong cái điệu địa chung là nó mắc đi cầu. Việc này cũng nhiều người bị nè. Mình nói phải cố gắng, kiên nhẫn phải cố gắng. Nhưng mà thật sự niệm Phật mà toàn là niệm nó không? Thật sự luôn, từ đầu tới cuối niệm nó không, cứ cố gắng chịu lại. Thường ngày niệm ghê lắm. Nam mô ơi, tại vì Nam mô A này, A là nó ra quý vị. Nam mô A này, thấy chưa? Nam mô là vô, A là ra, thấy chưa? Nghe chưa? Nam mô A. Mọi vị biết rằng cái bữa đó là nó bị gì, nó chuẩn bị không à? Bây giờ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô bẻ mình quá trần luôn. Gán dữ lắm, hết công lực luôn. Đến khi mà hồi hướng á, nói sao nay hồi hướng lâu gì. Mà không biết ai có bị bệnh này không nghe. Nghe đi rồi chút rồi bắt đầu sẽ biết nè cách nè. Xong, vừa mới tam quy xong,
Nhiều bữa thì lại xuống còn ngon lành lắm. Bữa đó vừa tam quy xuống cũng đầu cứ đứng lên chạy, quấn y lại chạy, chạy về phòng lột y ra liền tác lã bên, không có thời gian để mà xếp y luôn, liền tác lã bên để tí đây, chạy vô tới cái nhà cầu không kịp quất một quần. Từ đó về sau kinh nghiệm, tác hại của việc này là do cái ban đầu chúng ta không xử lý. Thấy không? Nếu chúng ta gặp trường hợp đó thì chúng ta đi từ từ ra ngoài để chúng ta niệm Phật đi ra ngoài. Xong chúng ta đi cầu, đi vô nhà cầu chúng ta dặn nhép môi. Xong chúng ta tranh thủ trở lại và tu khoảng thời gian còn lại rất là đặc biệt và chắc chắn. Đúng quý vị? Rõ ràng căn tính mình chưa? Căn tính của mình phải nhận thức cái gì làm được thì làm, mà cái gì đã làm không được thì chúng ta phải điều chỉnh nó. Đừng có nên gán quá, nguy hiểm. Có ngày nó chơi ngay chết điệu một cái là còn ác đạn hơn nữa. Phàm phu mình ưa là cái tội nhẹ thì cố gắng tránh, mà tạo tội nặng thì ghê gớm hơn. Này là nguy hiểm ngay vì phải biết cân bằng cái nặng cái nhẹ và biết được căn tính của chính mình. Các vị thấy giảng gần gũi chưa? Quá gần gũi luôn mà, đúng không? Nó nên người niệm Phật của chúng ta, mình nhìn mình đúng là kẻ phàm phu. Mọi người phàm phu tội lỗi căn tính cực kỳ kém cỏi, nên khỏi nói mình là kiêu ngạo ngã mạn. Ca ta đây thì mệt quá. Tuy đơn giản bình dị mà làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời đó cũng là để cho người khác cảm thấy tôn trọng và quý mến mình rồi đó quý vị. Còn mình làm những việc lợi ích trong cuộc đời, mình cứ nghĩ là mình làm việc cho Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát gia hộ cho mình. Nên mỗi lần những đức lên chia sẻ Phật Pháp á, những đức chắp tay trước Tam Bảo như đức nói một câu: cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con giảng làm sao phù hợp nhân sinh, đúng lời Phật dạy. Nhiều rồi. Không cầu vậy, cầu đúng vậy đó. Mỗi lần lên giảng Pháp đúng cầu một cái như vậy thôi. Vì con là phàm phu, con nói những điều sai mà tác hại cho người ta sai lầm thì điều này con không có khả năng mà nhận thức được nhiều. Nên con chỉ có cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con chia sẻ làm sao mà nó gần với cuộc sống nhân sinh, người ta được lợi ích, chứ con không cầu gì khác, mong Phật Bồ Tát gia hộ. Không? Nên mong mấy anh em chia sẻ Phật Pháp cũng có cái tâm đó đó. Chứ không phải mình chia sẻ Phật Pháp mà để cầu cho người ta khen gì đâu, để danh tiếng gì đâu, không phải. Mà là vì mình muốn đem cái lời của Như Lai, mình chân thật mình truyền bá bằng một cách là chân thật nhiệt tình, mình hạ mình hoàn toàn, gọi là hữu cầu thì tắc ứng là Phật gia hộ. Mình hữu cầu là mình chân thật mình hạ mình, mà cái chữ hạ mình là chữ nhẫn, mà nhẫn là cảm với Phật Bồ Tát. Còn nếu như mình có cái ngã nằm bên trong cái giảng thì không có cảm với Phật Bồ Tát, mà cái ý nói đa phần là của mình nhiều dữ lắm. Nên chúng ta phải chân thật vì chúng sanh á, mình chia sẻ Phật Pháp thì chắc chắn là sẽ có lợi ích rất là lớn, lớn lắm đó quý vị à. Nên á, cái pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm, nhưng mọi người phải chân thật niệm Phật, mọi người phải tín nguyện niệm Phật, trong mỗi công việc phải niệm Phật. Quý vị thấy những cái video mà những đức nấu ăn đó, gì thấy không, toàn là đem Phật Pháp để trong cái công việc không đó, mà những video này giờ người ta coi rất là đông. Nên á, vì người ta công việc bận bịu, người ta coi đó người ta cũng học được trong công việc mà niệm Phật. Những đức chỉ người ta lay quay lại Quý Quan Âm đến nè, thấy không, năm nay lại biết ông sẽ đông dữ lắm. Đó. Thì những đức hôm qua cũng có thông báo lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 18 tháng 2, 19 tháng 2, nhưng mà ngày 17 đi dẫn chuyến đi về chùa, xong ngày 19 xong hết trơn đó. Vị trí ở đây cứ ngủ lại một đêm đi, sáng mai mình các đoàn nào mà đi về liền thì tùy quý vị, còn đoàn nào mà ở xa mà muốn qua hộ pháp đó thì sáng 19, sáng 20 chứ mình nó lộn, sáng 20 là lúc 8 giờ rưỡi, những đức sẽ chia sẻ Phật Pháp, một bữa bên hộ pháp sẽ niệm Phật, và bên đó và phóng sanh cúng tế thực như một ngày cộng tu, 10 giờ là xong, 10 giờ xong. Tại vì người ta biết bên chùa hộ pháp rất là nhiều, nhưng mà chương trình tổ chức không bên đây mà không tổ chức bên kia, nhiều người ta cũng muốn qua bên đó.
Nên từ đó những đức tổ chức thêm cái buổi sáng 20. Nên tất cả các trưởng đoàn thông báo nhau để chúng ta một cái chuyến đi của mình đó, những cái điểm chùa tu tịnh độ quý vị đều được đến hết, để chuyến đi cảm thấy cũng xứng đáng quý vị. Và thêm cái là cái bữa 20 cuối cùng đó đó, thì buổi sáng đó chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ gom nhặt lại những cái cảm ứng, những cái thù thắng mà của hai ngày tổ chức, những cái điều vi diệu gì ngày đó sẽ nói ra, thấy không? Tại vì xong chương trình rồi nên phải nói những điều cảm ứng, những điều mà cảm xúc, cảm nhận thù thắng như thế nào trong hai ngày lễ viết Quan Âm Bồ Tát. Nên cái bữa đó nó quan trọng dữ lắm, bữa đó gọi là bữa lãnh cúp 20 nghe. Ừ, đó, có chương trình chút xíu xíu vậy đó ở bên hộ pháp. Nên những đức thông báo rất rõ ràng để cho quý Phật tử khắp nơi nơi cái chuyến đi quý vị rất là xứng đáng, cực kỳ xứng đáng luôn. Nên tất cả trưởng đoàn nên nhiệt tình mà dẫn người ta đi tu, biết đâu dẫn người ta đi tu một lần mà thay đổi cuộc đời cho người ta làm sao. Tiền bạc vật chất cho người ta nhiều nhưng mà con đường lại không có, cuối cùng người ta không có lối thoát. Bây giờ mình dẫn người ta đi tu là mình đang chỉ người ta một con đường lối thoát đó quý vị ơi. Nên những đức nói là các điểm chùa mình bây giờ nè, là từ ngoài cổng chùa Đại Tùng Lâm, rồi từ bên Đại Tùng Lâm đồ đạo tràng Bảo Tháp đều quy về những buổi chia sẻ Phật pháp này. Mà các cụ cũng vui lắm, hồi chiều nhà đức đi qua đây, nhà đức thấy chàng ơi xách mền xách gói gì chạy, dù đồ đạc gì, xách quần áo gì chạy, tranh thủ qua đây nghe pháp. Thấy đi lên ngang ngoài đường mà vui vẻ nắm tay chị em đi, chàng khăn gì nón bo gì đổi không, mà từ từ rồi những đứa coi cái gì đẹp đẹp á, chị đức mua cho các cụ thường trụ để một tuần lễ á, mấy bà có hai buổi chiều mấy bà được á, lên đồ mấy bà vui quý vị ơi, nói thiệt á, vui á. Mình coi gì đẹp đẹp mình mua cho mấy bà á, để coi có Phật tử nào mà quý vị có nón gì mà đẹp đẹp rồi mà thấy không, khăn gì mà xịn sò hơn nữa nghe, thì đem ra đây cúng dường đi khoảng 3.000 cái để tặng cho các cụ trong chùa thường trụ, để mỗi buổi giảng các cụ hôm nay có quấn khăn đẹp gì đâu mà đẹp quá chàng đẹp. Thấy không? Quý vị coi tổ sư nói bạn bận tâm bao nhiêu thứ trong cuộc đời, bạn bận tâm, nhưng mà cái chuyện sanh tử của cuộc đời bạn là chuyện quan trọng nhất, không chuyện nào quan trọng bằng chuyện này, bạn lại không bận tâm. Tôi suy nghĩ tới lo đủ chuyện nhưng mà cái lo cái chuyện giải thoát thì không lo. Nhưng mà bao nhiêu chuyện mình lo trong cuộc đời này, khi cuối cùng cuộc đời mình nó lại không lấy những thứ đó để giải quyết được nghe. Nhiều lắm chứ. Có những người nhà cao cửa rộng sang trọng quý, có nghĩa là giàu sang tiền bạc nhiều, nhưng mà cuối cùng thì những thứ đó lại không giải quyết được vấn đề khổ trong cuộc đời, không giải quyết được á. Có một gia đình này giàu lắm, hai vợ chồng hồi xưa nghèo, cố gắng làm rồi cũng có phước, sau này gia đình giàu, mua được 3 căn nhà trên thành phố và rất nhiều đất đai, nhiều lắm. Gia đình có 3 đứa con, khi nghèo thì mong có tiền, nhưng khi giàu rồi sau này con lớn lên lại hai vợ chồng bận tâm vô cùng khi chia của cho 3 đứa con, rất bận tâm. Vì chia cho đứa này chỗ này nó không chịu, chia chỗ kia nó không chịu, nó kêu phải bán hết tất cả của cải rồi quy ra tiền, chia tiền để mỗi người đều được tiền bình đẳng đó. Vợ chồng rất là cực cái đầu, gặp những đức hỏi, những đức nói nếu nó nói vậy thôi bán sạch nhách đem cho Tam Bảo, đưa Tam Bảo phước cho rồi. Tạo cái mà mình cầm theo được nó còn đặc biệt hơn nhiều, thật sự nó còn đặc biệt hơn. Nó làm nư với mình đốn một phát là nó nghe lời mình liền cái gì đó. Vì của cải tiền bạc mình đang cầm trong tay mà mình không giải quyết được sao đó. Nên thấy không, cả đời lo việc vật chất thế gian không giải quyết được vấn đề. Nên chúng ta là người nghe đạo quý vị à, cái việc sanh tử cuộc đời này phải lo nè. Nên Đại sư Liên Trì là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông,
Ngài nói một câu: sanh tử đại sự. Đây là việc lớn nhất của cuộc đời người ta, ít ai quan tâm, ít ai lo tới. Khi nước đến chân, khổ đau đến rồi, lúc đó lo. Nhà Đức thấy nhiều người đó đến mà xin cho người già ở mà gần chết. Như sáng này bên Hữu Phát có một bà vô chùa đẻ. Cũng ba đứa con mà không có chồng. Như cũng mấy chồng á. Nên khi hứng một chút thì cho, xong mà mang cái bụng mình lãnh. Này gọi là làm ăn mà không biết lợi nhuận là gì. Có lợi nhuận mà lợi nhuận được cái bầu. Lợi nhuận này chắc cũng thấy ớn thiệt, có quý vị. Ngồi suy nghĩ đi, ớn thiệt chứ. Hãy ngồi suy nghĩ kỹ nha các nàng. Mình chơi thì sao mà nó có chơi có chịu thì dám chơi. Chơi xong mà mình lãnh thì cái này nên suy nghĩ kỹ. Mấy cô đồ khôn chút, Phật tử đồ, mấy người nữ khôn chút. Dù là mình có chồng có con rồi, mình cũng hiểu rồi, chứ không phải mình thèm khát cái gì mà mình khờ nữa. Nó vớt mình một phát để cái bụng nó chảy mất tiêu. Không, cái kinh doanh này, đầu tư này không dám chơi rồi đó. Cuối cùng kinh doanh đầu tư gì mà kỳ cục. Rồi bắt đầu là đi vào trong chùa xin cộng tu. Những đức nói những ăn hỏi bà coi chừng nào đẻ chàng. Bà nói còn tới 1 tháng nữa thằng thầy ơi. Xong những đức nói thấy cái mồi bà này bà chuẩn bị đẻ đó vô. Kêu bà sắp xếp làm sao chứ không thôi bà đẻ trong chùa. Hôm qua buổi sáng giờ công phu bắt đau bụng. Cái đưa bà ra chưa qua, chưa ra khỏi phòng đăng ký, nghe chăng cái cây dúi sữa mà trước cổng chùa phòng đăng ký á. Bà ngồi trên đó mà bà ngồi trên chiếc xe lăn. Xong cái nhỏ chui ra. Nhỏ chui ra. Xong rồi ở phòng đăng ký đâu có gì đâu, có cái thao đựng giấy lấy đựng đứa nhỏ. Rồi lấy cây kéo mà cắt giấy phòng đăng ký, cắt cái mông gút. Phải mới đẻ phải cắt mông gút. Thì lấy cây kéo phòng đăng ký, cắt giấy, cắt mông gút nhỏ. Rồi cái lấy xe trong chùa đưa đi xuống dưới bệnh viện. Nhỏ 3 kg. Mấy cô chở dọc đường đi vậy, đi dọc đường ảnh còn hắt xì nữa. Mà công nhận gì đâu, đẻ dễ thế ghê. Quá dễ luôn. Đó, thì thấy. Nên quý vị nhớ, mình trong cuộc đời này cái gì mình cũng phải nhiệt tình, nhưng mà mình cũng phải khéo léo. Chứ nhiệt tình mà để lại cái bụng cho mình thì việc này cũng nên suy nghĩ lại. Chơi nhiệt tình mà cuối cùng là kẻ đơn côi thì chơi làm gì. Này cũng nên suy nghĩ lại quý vị ơi. Thấy hồi đó bên đầu tràng ba bên đây cũng có một cô. Tới khi cái bụng trình bình gần đẻ, gặp những đứa hỏi thầy ơi giờ con chuẩn bị đi đẻ làm sao. Nói bà hỏi cha nó, hỏi cha nó chuẩn bị đẻ làm sao. Tôi tự nhiên tôi lo cho bao nhiêu con người trong chùa, bây giờ bà vô đây bà cộng tu bà chuẩn bị đẻ bà hỏi phải làm sao. Nó nói dạ con khổ quá mà không có tiền đẻ. Nó bà đi kiếm cha nó, cha nó làm thì cha nó chịu chứ tôi đâu có làm. Đúng quý vị. Có ăn thì có chịu chứ không ăn mà bắt đổ rác thì chuyện này cũng kẹt quý vị ơi, thấy không? Nên
Từ nơi đó mà mình trong chùa mình gặp nhiều việc quý vị ơi. Công nhận thì cái chùa mình á, riêng chùa mình là những đức thuyết pháp hoài của ông hết mà. Vì nó nhiều việc quá, gặp một ngày không biết bao nhiêu chuyện. Đó, nên hồi chiều cũng gặp một người con gái đưa một người mẹ cũng xuất gia tỳ kheo, thọ giới tỳ kheo năm 2005. Sau này ở chùa tu cái mắt bị mờ đi, cái gia đình mới đem về nhà. Đưa về nhà, sư cô ngồi suy nghĩ, mình xuất gia đầu Phật mà sau này tuổi già chết trong nhà thế uổng quá, không có ý nghĩa gì. Mà ở chùa mình thì lại không ai nuôi, không ai có người để mà lo. Xin lên chùa mình, Như Đức nói sư cô vô đây ở, bây giờ mắt mờ hoàn toàn phải nhờ mắt cô chăm sóc. Vì Như Đức cũng giúp sư cô, nhưng mà sư cô có thể ở chung với các cụ cư sĩ được không? Như Đức thấy hơi ngập ngừng, là Như Đức thấy khó. Đến giây phút này còn ngập ngừng gì nữa giờ? Được người ta chăm sóc đó là điều quá hạnh phúc. Thì nghĩ đi, còn nghĩ gì nữa giờ? Cái đặc biệt của mình là được người ta niệm Phật giúp đỡ, đưa tiễn mình về cực lạc. Sao nhiều người nặng vấn đề chỗ đó quý vị ơi? Như Đức nói thiệt quý vị nghe chứ, cuộc đời Như Đức đi tu xuất gia thọ giới đắp y, nếu mà cuộc đời thay đổi Như Đức ở chung cư sĩ, Như Đức cũng ở bình thường. Mục tiêu tu là tu chứ không có dính dáng cái chuyện này. Chúng ta tu là tu, trong mọi cái hoàn cảnh thuận nghịch chúng ta phải sống, đó là người tu. Người tu hành rèn luyện mình trong chốn chằng lao, chứ không phải là người tu hành mà đi cầu cái chuyện mà chúng ta phải tiện lợi. Nhưng tiện lợi thì sống tiện lợi, nghịch cảnh thì sống nghịch cảnh. Thật sự chúng ta chỉ có cái mạng này để tu hành thôi, sớm muộn cũng bỏ mạng. Nếu chúng ta nghĩ vậy thì trong hoàn cảnh nào đi tu không được. Chúng ta tu không được là do gì? Nghĩ còn cái mạng á, còn cái mạng giả này mà tu không được. Nếu như quý vị tu mà quý vị nghĩ vì đã mất mạng rồi thì quý vị tu sẽ chuyển nghiệp, chắc chắn quý vị luôn. Vì mình nghĩ mạng mình có quan trọng gì nữa đâu, dùng cái công cụ của cái mạng này để làm việc cho chúng sanh thôi, nhiệt tình hết mình vì chúng sanh, 100% quý vị tu chuyển nghiệp, chắc chắn quý vị luôn, tu chuyển nghiệp. Có xương sợ gì có thịt. Hồi xưa những đại ốm nhơm nhấp da bọc xương đen thui thù lùi, giờ mập lên quá chàng luôn, nó thấy chưa? Chúng ta chỉ cần có xương thôi, lo gì không có thịt. Dù có đen đúa cỡ nào nhưng một ngày nào nó cũng trắng lại à. Cực cỡ nào cực thì một ngày nào nó cũng chuyển hóa chứ không lại cực hoài. Trở ngại gì trở ngại thì một ngày nào cũng thuận tiện. Thật sự quý vị trong cái cuộc đời này quý vị sống nhớ kỹ nghe, thuận tiện thì sẽ có nghịch, mà nghịch thì nhất thuận, thuận thì nghịch, nó cứ làm vậy đó. Không có bao giờ mà thuận hoài mà cũng không có dừng nghịch hoài. Giống như đi đường vậy đó, có những lúc đường bằng nhưng có những lúc đường cong quẹo, đường ổ gà rồi xong tới đường bằng. Thì đường tu cũng y đáng vậy. Chúng ta còn khỏe, còn trẻ chúng ta tu. Cũng như bây giờ, thí dụ như bây giờ chúng ta uống chai nước này, chúng ta cùng với mọi người cùng uống chai nước này, cùng ly cùng uống. Chúng ta uống chút không, đến lúc chúng ta cuối cùng chúng ta cùng ly uống hết lên thì cái chai chúng ta còn nhiều quá. Bây giờ phải cùng ly uống hết, mà cái cuối cùng uống hết một cái nhiều quá nó bị ớt. Phải chi mà cái khởi đầu chúng ta uống chung uống lấy gái hoài, đến khi gần kết thúc chúng ta còn có một chút ực cái nữa, kết thúc là xong. Thì chai nước cũng như là cái nghiệp vậy đó, đúng không? Đó, chai nước này cũng như cái nghiệp vậy đó. Chúng ta cứ vui trả nó mòn mỗi ngày đi, dù nợ mình thiếu nhiều tỷ bạc gì nhưng mà bản thân chúng ta cứ trả, làm được nhiêu trả nhiêu trả, từ từ thì nó giảm. Còn mình nói tỷ nhiều quá, trả của này không biết chừng nào xong, thì 10 năm 20 năm sau cuối cùng chúng ta vẫn còn thiếu 1 tỷ. Cuối cùng 1 tỷ này đâu có tha cho mình đâu, nó cũng phải đòi mình, mà mình vô cùng là trả nặng, thà chúng ta trả lại rái. Nên trong cái cuộc đời này mình tu hành á, hiểu nguyên lý này rồi, cái gì nghịch cảnh nghịch duyên là chúng ta đang trả thì cứ trả đi,
thà chúng ta trả cái nghịch cảnh nghịch duyên trong cuộc đời này còn hơn là chúng ta trả nghịch cảnh nghịch duyên ở trong tam độ ác đạo. Đại lão hòa thượng Tịnh Không ngài nói trả tao trong tam độ ác đạo cũng tốt, tốt là những con người nợ nặng quá không trả được ở cõi ta bà thì mới trả trong tam độ ác đạo, chứ trả trong tam độ ác đạo làm sao mà tốt. Nhưng mà do gì bản thân của họ khi ở cõi ta bà họ không chịu trả thì họ phải trả ở trong tam độ ác đạo, thì tốt là tốt với con người đó để tiêu nghiệp trước. Còn phước báo thì bây giờ mình ở đây mình hưởng phước thì mình hết phước, nếu phước mình dày mình lên cõi trời mình cũng xài phước cõi trời, mình xài cho hết. Phước và tội đều phải xài, phước thì xài phước hết phước, tội thì phải trả, trả thì cho hết tội, chúng ta không trả sao hết. Nên mỗi một con người thiếu nợ thì phải trả nợ à, thiếu tình thì phải trả tình, thiếu mạng thì phải trả mạng à. Chúng ta đến với cõi đời này gọi là nhân sinh thù nghiệp, đã là nhân sinh thù nghiệp thì phải trả, cho mọi hoàn cảnh chúng ta phải trả. Cái đặc biệt của người tu là gì? Bạn hiểu và vui trả. Nên như Đức từng nói câu thiếu nợ thì trả đi, than vang làm gì. Nhưng đa phần chúng ta phàm phu phải than vang, trả nợ là phải than à, phải tức rồi phải bực bội à. Tại vì quý vị thôi, bực bội và tức thì cũng phải trả, mà trả nó lâu. Nếu mà vui trả thì trả nó mau, nhưng chúng ta đa phần là thích trả lâu, nên chúng ta bực bội khó chịu, bực dọc nên chúng ta trả lâu. Tùy mọi người có giác ngộ tự nhận thức. Bạn thích buồn thì bạn buồn, bạn thích khóc thì bạn khóc, bạn thích sân hận thì bạn cứ sân hận đi. Những điều đó bạn đã làm rồi, bạn hãy ngồi bình tĩnh suy nghĩ những việc đó bạn làm nó có ý nghĩa gì đặc biệt hay không. Nên mọi người chúng ta trong mê có giác, trong giác có mê, tự mà nhận thức để coi mình mê hay giác. Đúng không? Rất là tự tại quý vị. Bây giờ kêu họ tốt họ cũng không tốt được nữa. Chúng ta kêu họ cười họ cũng không cười nữa, thì họ cứ khóc đi, ta cười đi, ta cứ cười thôi, có gì đâu quý vị. Thì đến lúc họ nhận thức được thì họ tự nghĩ khóc, vì họ thấy họ khóc cũng không ai thương họ đâu, thì họ phải cố gắng đứng lên thôi. Nên có những việc giống như vô tình mà lại là hữu tình, có những cái việc giống như là hữu tình mà lại là vô tình, có những cái thương mà lại là thương hại, có những cái thương mà lại là giúp họ. Tùy vào cái việc thương của quý vị có góc độ hay không. Có những cái ghét mà giống như giúp, có những cái thương mà như là hại. Nên quý vị là người tu tập niệm Phật, nhớ siêng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật. Một câu Phật hiệu này thôi giải quyết rất nhiều vấn đề. Hãy cố gắng niệm Phật. Chúc vị an lạc nha. A-di-đà-phật. Đại chúng cười cái coi, cười thêm cái nữa coi, thêm cái nữa. Thôi chúng ta hồi hướng quý vị ơi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.